về khoa học và tôn giáo thì đúng là đã có nhiều cái tranh luận thậm chí khá là gay gắt chẳng hạn trong một cái buổi trình uh, bày nghiên cứu ở trường em có nghe một cái bạn indo theo đạo hồi uh, bạn ấy đề xuất một cái nghiên cứu khá đặc biệt đấy là giáo dục tôn giáo cho trẻ khiếm thính mới đầu nghe thì em nghĩ là ừ trẻ khiếm thính thì nó vẫn có ngôn ngữ cử chỉ nó vẫn phải đọc được chữ viết vẫn đọc được các cái cuốn kinh hay là văn bản tôn giáo mà tuy nhiên sau đó thì bạn mới giải thích là à không phải chỉ là những cái câu chuyện hay là lời dân dạy đấy đâu việc không nghe được sẽ khiến trẻ em nó không cảm nhận được cái cảm giác linh thiêng huyền bí mà những cái tiếng chuông tiếng mõ trong nhà thờ đem lại tức là không nghe được những cái lời dân dạy của thầy tu các cái giáo sĩ hay là những cái lời ca tiếng hát của con chiên ca ngợi Chúa toàn năng thì cái trải nghiệm tham gia và các hoạt động tôn giáo tập thể nó không còn trọn vẹn nữa như vậy có thể khiến cho những cái đứa trẻ này nó mất đi đức tin và tóm lại là bạn nhấn mạnh vào cái cảm xúc người ta có được khi thực hiện những cái nghi thức này và vì nó rất là intangible, nó không có một hình hài cụ thể Thế nên bạn ý muốn nghiên cứu xem là giáo dục thế nào Để trẻ em khiêm thính, vẫn thấn nhuần được đức tin Và đức tin thì rất là quan trọng cho việc giữ cho xã hội đồng nhất và gắn kết vào nhau Và phải nói thật là um, cá nhân em là một người không theo đạo Thế nên khi nghe cái đề xuất này em cảm thấy rất là lăn tăn Như là có điều gì đấy không ổn Vì uh, chúng ta đang làm khoa học cơ mà Tại sao lại nghiên cứu những thứ nghe như indoctrinate như vậy? Um, vì thế khi mà anh nhắc đến chủ đề này thì em cũng rất là muốn thử tìm hiểu. Và um, em muốn bắt đầu từ cái câu hỏi cơ bản nhất, đấy là tôn giáo là gì? Câu hỏi này rất là khó. thì Tôn giáo nó là một khái niệm rất là rộng và có rất là nhiều cách hiểu khác nhau. Thậm chí là mỗi một cái nhóm một người, một cái quốc gia, dân tộc họ lại có một cái định nghĩa hơi khác một chút về tôn giáo cụ thể cái từ tôn giáo của Việt Nam ấy, thì từ này được dịch từ religion của tiếng Anh bản thân cái từ religion thì gốc từ tiếng Latin theo nghĩa là sự kết nối giữa con người và Chúa trời thì ở đây tôn giáo nó là một cái hiện tượng xã hội trong cái hiện tượng này có hai cái thực thể là con người và Chúa trời hay là thần Phật hay là một cái lực lượng siêu nhiên mà con người không có khả năng nhìn thấy và không có khả năng tiếp xúc trực tiếp thì nó rất là đặc biệt ở chỗ là những cái hiện tượng xã hội khác ví dụ như là hôn nhân chẳng hạn đó là mối quan hệ giữa vợ với chồng thì chúng ta thấy là có rất là nhiều cặp vợ chồng mà chúng ta có thể phân loại có thể nghiên cứu có thể thấy những cái mối quan hệ trực tiếp đó nhưng quan hệ giữa người với thần phật với trời đất nó rất là trừu tượng mỗi tôn giáo thường họ sẽ xây dựng những giáo lý những niềm tin những cái hệ giá trị rất riêng của từng tôn giáo như là ở phương tây thì chúng ta thấy phổ biến nhất là thiên chúa giáo trong thiên chúa giáo thì mối quan hệ ở đây là giữa đức chúa trời gồm đức chúa cha đức chúa con con người thì là những người theo thiên chúa giáo và cái mối quan hệ đấy được định hình quy định thông qua một cái bộ sách ở kinh thánh ở phương đông một cái ví dụ khác là khổng giáo chẳng hạn ở khổng giáo thì không có một cái vị thần rõ ràng như là thiên chúa mà trong khổng giáo thì cái lực lượng siêu nhiên ở đây nó là lẽ trời tức là con người sống thì phải thuận theo lẽ trời lẽ trời thì nó không có một hình hài của một con người cụ thể không có một ông ngọc hoàng mà chỉ là con người sống trong trời đất muốn phát triển được thì phải thuận theo lẽ tự nhiên, thuận theo lẽ trời. Và cái lẽ trời đấy thì được ông Khổng Tử và các học trò của ông ý viết ra thành các bộ sách tứ thư ngũ kinh. Những người sống dưới vòng trời này thì đều phải tuân theo những cái quy tắc đó. Tóm lại, tôn giáo đó là một cái hiện tượng mà con người muốn kết nối, muốn được bảo vệ, muốn được các đấng tối cao che chở. Thì con người tin rằng họ sẽ phải tin tưởng vào những cái giá trị nhất định, sẽ phải tuân theo với những cái lời dân nhất định của thần Phật của Đức Chúa Trời phải tiến hành tuân thủ những cái nghi lễ tôn giáo để đổi lại cái sự bảo vệ của các lực lượng siêu nhiên đó. Và có một cái điều thú vị nữa là cái chữ tôn giáo ban đầu nó là tông giáo, tức là khi mà dịch đúng từ tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc ra, đó là tông giáo, tông trong đây thành tông. Nhưng mà đến thời vua thiệu trị thì bởi vì kỵ húy vua thiệu trị cho nên là sẽ phải đổi thành tôn giáo như vậy là khắp nơi Tây Tàu Âu Á thì đều có tôn giáo từ các bộ lạc thiểu số thờ thần rừng thần mặt trời cho đến các nền văn minh lớn đã xây dựng nên một hệ thống đồ sộ các cái vị thần các hệ giáo lý các công trình văn hóa kiến trúc điêu khắc và tôn giáo lớn thì sẽ được truyền bá tới nhiều vùng đất nhiều thế hệ thế nhưng mà sẽ khiến cho ta thắc mắc là cái điểm khởi đầu của nó là ở đâu lý do gì mà ta quan sát thấy cái hình thái xã hội này ở hầu như tất cả các cộng đồng người như vậy có rất là nhiều nhà khoa học, nhiều nhà nghiên cứu người ta cố gắng giải thích cái nguồn gốc của tôn giáo. Một số cái lý giải chính như sau. Thì với các bạn thì mọi người đều thấy là tôn giáo nó là một cái nhu cầu tâm lý xuất hiện rộng khắp từ ngày xưa cho đến bây giờ ở tất cả các xã hội từ Đông sang Tây. Cái hiện tượng tâm lý này nó đến từ mấy cái nguồn cảm xúc. Nguồn cảm xúc đầu tiên là cảm xúc sợ hãi. Chúng ta sẽ dễ thấy nhất, ví dụ khi chúng ta mắc một cái bệnh hiểm nghèo chúng ta không biết nguyên nhân vì sao hay là chúng ta gặp một cái tai nạn bất ngờ bị thú dữ hay là thiên tai đe dọa thì những lúc đó thì con người cảm thấy nhỏ bé cảm thấy bất lực trước những cái thế lực bên ngoài quá lớn và bởi vì người ta không có cách nào cả người ta không nghĩ ra một cái phương án nào để xử lý cả mọi thứ tiền nằm ngoài tầm tay của mình cho nên là họ sẽ nghĩ đến một cái thế lực còn mạnh hơn những con thú dữ có thể điều khiển được trời đất điều khiển được các lực lượng siêu nhiên đó chính là thần phật vâng đúng thế con người đã tồn tại trên trái đất hơn 5 triệu năm và tôn giáo thì nó có thử thở sơ khai. Trước khi một ông hoàng bà chúa nào lên nắm quyền, thế nên nó phải có những cái chức năng cơ bản về sự sống của con người nữa. À, và rõ ràng ta phải thấy là nỗi sợ hãi thường trực là một thứ rất stressful. Um, stress thì nó ảnh hưởng đến một loạt các hoạt động sinh lý của cơ thể như là phá vỡ um, homeostasis là cân bằng nội môi, giảm các hormone tăng trưởng khiến cho cơ thể không phát triển bình thường được một cái ví dụ để lại ấn tượng sâu đậm về stress đấy là Peter Pan câu chuyện trẻ em rất là vui tươi nhưng cái background của nó thật ra khá là tăm tối được coi như một cái ví dụ điển hình ở trong tâm lý học về stress à, bạn nào đã xem Fighting Neverland rồi thì sẽ thấy là có Johnny Depp đóng vai James Matthew Barry tác giả của Peter Pan ông này hồi nhỏ um, ở trong một cái hoàn cảnh khá là đáng thương sau khi anh trai qua đời do tai nạn thì người mẹ Uh, cũng bị ảnh hưởng tâm lý rất là lớn thường xuyên tưởng nhầm James là đứa con đã mất và nói những cái câu như là uh, con ơi con mãi mãi là con bé bỏng của mẹ con sẽ không bao giờ lớn và không bao giờ bỏ mẹ đi thế nên ta mới thấy là khi lớn lên ông này ông ấy cũng chỉ cao như một thiếu niên mà thôi gây gò thấp bé và sau này có lấy vợ nhưng mà không hề có quan hệ hôn nhân thực sự thay vào đó ông ấy dành rất là nhiều thời gian chơi đùa với bọn trẻ nhà Davis chính là cái nguồn cảm hứng cho Peter Pan đứa trẻ không bao giờ lớn và cái số phận không may mắn của mấy đứa trẻ nhà Davis này khi mà đứa thì chết trận, đứa thì chết đuối, đứa thì tự vẫn đã khiến cho cái câu chuyện đằng sau Peter Pan càng tâm tối hơn um, nói dông dài thì thôi nhưng mà để thấy là sự sợ hãi này lo lắng stress dù là sợ thú dữ hay là thiên tai hay là lo sợ cái chết thì nó đều rất là có hại cho con người và vì thế dĩ nhiên là người ta sẽ tìm đến những cái sự giúp đỡ và cái sự trở che của thánh thần, sự ủng hộ sát cánh của cộng đồng những cái người xung quanh mang lại hiệu quả tâm lý rất là lớn và những cái người tiền sử tin vào tôn giáo về mặt thể chất cũng như tinh thần họ đều khỏe mạnh hơn họ sống sót tồn tại tốt hơn để truyền lại những cái đặc tính về gen những cái đặc tính về sinh học tâm lý cho đời sau một cái nguồn cảm xúc lớn thứ hai đối với việc hình thành của tôn giáo là nếu mà cái cảm xúc sợ hãi thì nó mang tính tiêu cực nhưng mà cái nguồn thứ hai này là tất cả mọi người thì đều mong tìm ra một cái giá trị, tìm ra một cái lẽ sống của cuộc đời. Thì cái lẽ sống đấy nhiều khi nó sẽ lớn hơn cái bản thể của mỗi người. Lớn hơn những cái chúng ta đang làm, tức là nó không phải là cái việc kiếm đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày. Thì tôn giáo mang thì cho họ một cái niềm tin là có một cái đức chúa trời hay là có trời đất chứng giám cho những cái hành vi tốt đẹp của họ. Mọi người làm và thông qua đó sẽ để lại những cái phúc đức cho con cháu sau này thì những cái hành vi đó cần phải có trời đất chứng giám đảm bảo là những cái hành vi tốt sẽ được tưởng thưởng xứng đáng và hành vi xấu thì sẽ bị trừng phạt có thể là không phải kiếp này mà là kiếp sau thì ở những cái cảm xúc những cái tâm lý đó là nguồn gốc chính để cho sự hình thành của tôn giáo vâng như vậy em hiểu là nhu cầu tìm kiếm lời giải thích đúng không anh không chỉ là ý nghĩa của cuộc sống mà còn là giải thích những cái sự vật hiện tượng xung quanh nữa con người tồn tại và phát triển được cũng là ở cái khả năng giải thích đó chẳng hạn như là uh, ông thợ săn thấy dấu chân hiêu chân nai thì uh, sẽ dương cung lên thấy dấu chân sư tử thì sẽ chuyển hướng đi đường khác hay là thấy dấu vết của con rùa thì là aha có trứng thế nên um, chúng ta sẽ tiến hóa với một cái tâm lý luôn luôn đặt ra câu hỏi luôn luôn cần có lời giải thích mà khi chưa có khoa học thì các cái truyền thuyết giai thoại trong tôn giáo nó sẽ đóng cái vai trò giải thích này. Ngoài các lý do về tâm lý thì cũng có một số cái lý do về kinh tế chính trị xã hội khiến cho tôn giáo trở nên phổ biến. Ví dụ như là các nhà cầm quyền thời phong kiến thường thì thấy là giáo dân theo tôn giáo thì sẽ làm cho xã hội ổn định hơn bởi vì họ cùng tin vào một cái giá trị nhất định và họ cùng tuân theo những cái quy tắc nhất định. Bởi vì vậy chúng ta thấy từ Đông sang Tây có rất là nhiều thời điểm Ví dụ như là ở La Mã thì người ta áp đặt thiên chúa giáo là quốc giáo, tất cả mọi người đều theo thiên chúa giáo. Hay là ở phương Đông thì chúng ta thấy như ở Trung Quốc hay Việt Nam thì có rất là nhiều thời điểm áp đặt tất cả mọi người phải theo khổng giáo hay tất cả mọi người phải theo Phật giáo bởi vì nó cũng có cái tác động kinh tế chính trị xã hội nhất định cho nên là nó cũng được một số nhà nước khuyến khích.